Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Hey, đây là Hà Top phải không? Yes. Ok, Hà Top, có cúp loa trong room chưa? Yes. Ok. Alright, lần đầu tiên nói chuyện với Sik Yes. không? Alright. Bữa nay Sik sung á. Tại bữa nay nói chuyện với Diễm My. Ok, right. Please introduce yourself, Hà Top. My name is Han. My name is C. My name is C. Is Han. Hà Yes. hả? Ok, Hà. Cái micro nghe không rõ nha. Nó hơi bị... Ôi. Người sao nữa? I'm Cái gì? What is in grade 7. I'm it? Ok, I'm in grade 7. in grade 7. Ok. Ok, so mới học 7 hả? Yes. Ok. Very nice. Sẽ học lớp 9. Ok, nó chơi lớp 11. Ok, grade 7, rồi gì nữa? Ở đâu? I live in I live in gì? Quảng Trị. Ở Quảng Trị. Quảng Trị, really? Where is Quảng Trị? Sorry. Bức xúc phải đánh máy ra đó hả? Ok rồi. Bức xúc phải gõ ra mới được. Ok, where is Quảng Trị? Tỉnh. Hello, Hà ơi. Yes. Where is Quảng Trị? It's near What is it? It's Oh, it's near Huế. Ok, near Huế. Cái mirror có thể gần cái mirror được không vậy hả? Hello. Yes, hi. Ok. Về cái mirror nghe không rõ. Không phải làm bị rè hay gì hết á, mà cái nó pick up cái âm thanh đó, nó không có nó không rõ. Okay, so you're in seventh grade, and what do you do for fun? I'm always listen to music or play badminton. Okay. Oh, okay. Always listen to music and badminton. What kind of music do you listen to? I always listen a song of Taylor Swift. Oh, okay, all right. Now you know. I love listening to Taylor Swift. Đừng nghe, giờ tiếng Việt nó nghe bài hát của Taylor Swift, thì nó là nghe Taylor Swift thì là tiếng Anh nó đơn giản lắm. I love listening to Taylor Swift. Rồi đọc nguyên câu đó mình xíu nha. I love listening to Taylor Swift. Okay. Why? Why do you like to listen to Taylor Swift? Because she's my idol. She's my idol. Why do you like her song? The song is very nice. Her song gì? And it's very Không có is. Her song cái số nhiều cho nên không có Her is. song are very nice. Very nice. Yeah. Why are they nice? Why are they nice? Why do you feel that nice song? I don't know. No, you just like your songs. Okay. I don't think I've listened to many of her songs, but I think Taylor Swift is very pretty. And she Yeah. very smart. Yeah, oh, that's right. Yeah, she's very smart. Yeah. Okay. And tell me about your family. There are four members in my family. Okay, four members. Okay, who are they? They are my parents and younger brother. Oh, okay. Younger brother. How old is your brother? He is 8 years old. 8 years old. Okay, very nice. Okay, good.
And what grade is he in? He's in grade 3. Okay, grade 3 nó có cái gọn hơn nữa. Không phải gọn hơn mà sành điệu hơn nữa. What? Third grade. Well, yes. Third. Third. Không có third. Third, âm tờ. Third. Third. No, âm tờ. Dùm xíu đi âm tờ đó. Third. Third. Nếu xích viết cái chữ này phát âm sao? Third. 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 Yeah, third grade. Third grade. Yes, lớp 1 là gì? You First grade. know? Lớp 2. Second grade. Đúng rồi, lớp 3 là third. Good. Very nice. And why do you want to learn English? Because this is interesting language. Okay. It is an international language. All right. Phạm thử nha. Yes. Okay. Đọc nguyên cái đó mình That is an international language. nha. Very good. Language. Language. Xuống giọng vậy đó. Lang, cái xong là which. Language. Language. Okay. And how do you learn it? What? How do you learn it? Là như học bằng cách gì? I learned it by watch videos by Kenny. Okay. Okay, watch videos by by Kenny and I, huh? Yes. Okay, all right. Yeah, do you think he's handsome? Yes, of course. Of course. Okay, good. Good. I think he'll be happy to hear that. Yes. And so you listen, you watch YouTube videos, and what else? I learned by internet. Okay, so you learn on the internet. Do you take English classes outside? Yes. Okay, I see. I see. Good. And wait, Hà có biết mình là Kenny rồi phải không? Yes. Ok. Hồi kia rồi có một bạn không biết. Ok. Hú hồn. So do you take classes outside? Yes. Oh, where? My teacher in my school. Oh, okay. In your Oh, are you okay? Yes. Oh, okay. So your teacher, oh, in school, very good. You know your pronunciation is very good. I Phát don't âm think so. no, phát âm hay, yeah. It's pretty good. Oh, để xin nhắc lên. Nếu mà mình không có nghe người ta nói cái chữ gì đó, mình đừng có nói là what ha. Yes. Là như đừng nói là what. What nghe nó là như nó ngang ngược, như là cái gì vậy đó. Thường thường á, nếu cái câu dịu hơn là sorry, thử đi nha. Sorry. Sorry. Yeah, like that. Pardon cũng được nữa, mà pardon bây giờ nó hơi xưa rồi. Cái chữ modern nhất bây giờ á là sorry. Yes. Yeah, Sorry. sorry. Yeah, nếu mà mình không có nghe anh nói chuyện cái gì mình muốn không muốn hiểu lầm á, yeah, like, sorry. Good. And what did you do yesterday? Yesterday I went to school. Do you know? And when oh, and afternoon I went to school too. So yesterday you went to school, and then this All day. all day. Oh, okay. Yes.
Did you go anywhere besides school? No. Ah, okay. What food do you like to eat? I like to eat noodles. Okay, noodle. Okay. What kind? Mom? No, well. What kind? What kind of noodle? Phở? Hủ tiếu? Yes. Thì nói đi. Phở thì tiếng Anh là sao? Phở thì tiếng Anh là sao? I don't know. Phở. Phở, hủ tiếu tên là sao? Hủ tiếu tên là sao? Hủ tiếu tên là sao? Hủ tiếu. Hủ tiếu. Hủ tiếu. There you go. Do you have your favorite noodle? What are your favorite? What is your favorite noodle dish? Phở. Phở. There you go. See, phở. Đúng rồi. Thì đừng có ngại. Món ăn Việt Nam chỉ cần đọc ra tiếng Việt luôn. Okay. Right. And do you like American food? Yes, maybe. Maybe? Yes. What food do you like to eat? I like to eat hamburger. Okay, hamburgers, see not hamburgers. Hamburgers. Tại mình thích gì, mình thích nhiều quá, right? Thích nhiều, right? Let me see that. I like girls, see? I like girls. See, không thích một con gái, mà thích nhiều cô gái. Right? I like movies. Huh? Yes. Mình thích nhiều phim. Yeah, like that. So I like hamburgers. Yeah. Really? You like hamburgers? Thiệt hả? Yes. Wow, me too. Me too. I eat them when I go to the market. Oh, okay. What? Go to the market. I see. What burger do you eat? What place? What fast food place do you eat? Where? Where do you eat your hamburgers? Where do you buy your hamburgers? Sorry. Where do hey? Cái đó hay đó. Sorry đó. Very good. Where do you go to eat burgers? I go to the supermarket. What supermarket? Yes. What supermarket? Supermarket of Central City. What's the name? What's the name of the supermarket? SBC. Hmm? Big C. Oh, Big C. Oh, they sell hamburgers at Big C? They sell hamburgers at Big C? Yes, Big C has hamburger. Oh, they do? Oh, wow. Tưởng đi Loteria chứ. À, cái âm thanh của Hà nghe rõ không Hà? Yes. Nó có bị dội hay gì không vậy? No. Không hả? Ok, nó không bị giọng phải không? Ok. I'm yes. Just making sure. Ooh, Big C. I heard Big C is pretty pretty nice. Is it big? Yes. Yeah. It's very big. Oh, okay. Okay, một sự Việt Nam đi vô Big C. Chơi gì đó. I have no idea. Okay. And do you have friends or relatives who live in the U.S.? No. No, nobody? No. Okay. No one. No, okay.
Có một người là bao xích ăn chơi, bỏ luôn quốc tịch Mỹ. Yes. Ừ. Nhiều khi sĩ Việt Nam sẽ mê quá rồi bỏ thành quốc tịch Mỹ luôn á. Ok, bỏ luôn. What are you doing for Trung Thu? I'm You're gonna be at home? N home. nó tôi sẽ ở nhà đấy sao? Yes. Yes, I will be at home. Hoặc là I will Yes. stay home. It's boring. Really? Where do you want to travel? Where do you want to go? I want to go Italy. Okay, Ý là Italy. Italy. Yeah, why? Why Italy? Because it's a nice country. Okay, why do you think it's a nice country? Who told you? There are many beaches in Italy. Many beaches in Italy, right? No, yeah, Yes. Italy. Italy. Yeah, Italy. Yes. Okay. Can you name me like a famous city in Italy? Can you name me a famous city in Italy? Oh, Rome. Ah, yes. Yeah. Còn cái nổi tiếng nữa, cái mà nó bị ngập nước á, thành phố ngập nước là gì? Biết không? Biết tên thì có thành phố mà người ta chèo cái chiếc thuyền đi vòng vòng đó. Venice. Yeah. Yeah, Venice, very famous. Alright, very good. Your English is very good. Phản xạ hơi chậm một tí xíu, bật xích nghĩ hình như cái micro á, hoặc là cái loa hình như nghe không rõ hả? Yes. Nghe nó hơi bị trở ngại phải không? Hà dùng bằng laptop hay là bằng phone vậy? Laptop. Laptop hả? Yeah. Alright, so tốt nhất có biết làm gì không? Nếu nếu thích thao tác muốn du học không? Mua cái micro, mua cái headphone á, có đang nghe hết bằng headphone không? Yes. Ồ, nghe bằng headphone á hả? Yes. Oh man, sao mà headphone mình sao nghe nó xa xa, nó không có rõ. Because it's Because it's gì? short. Short, nó ngắn hả? Short. Ủa, nó ngắn là sao, cái headphone là sao nó ngắn? Yes. Cần Làm sao? The microphone is short. Cái gì nó short? Dí kìm xíu đi. Cái cần của nó, cái cần là cái gì vậy? Cái đồ mà đưa đưa ra trước miệng mình đó hả? Oh, nó nhiều cái micro đó nó không có cần để thẳng vô miệng mình cũng cũng quất nữa. Hình như cái micro nó bị cái gì đó. Yeah, cái setting hay là sao đó. No, I No, can't think. xin biết rồi. Cái micro á không phải của cái headphone mà cái micro đó của cái laptop phải không? No. Tại vì sức nghe Hà đánh máy nghe cục 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 nó gõ rất là mạnh, cho nên nếu cái Yes. headphone á mình nó xa cái phím á đâu có nghe cái đó đâu, tỏ ra cái micro đó là nó của cái computer tôi No, vậy hả? Oh man, sao kỳ vậy? Ok, alright, so hy vọng kỳ tới cũng ok. no. It's okay, it's okay, mà lần đầu tiên mà.
All right, so thank you for talking to me. Keep up the good work. Just keep learning, okay? Tiếp tục học ha. Yes, phát âm rõ, thực sự phát âm rõ lắm. Và cái phản xạ hơi bị chậm tí xíu. Và yeah, mới lớp 7 mà. So, your English will be, thank you, đừng có thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, like that. All right. Thank you. See ya. Okay, bye. Bye. All right, bye.